Phước Thịnh Lên xin chào đến các anh chị. Hôm nay thì Phước Thịnh Lên sẽ dẫn anh chị đi xem một cái miếng đất. Nó nằm gần ngay khu công nghiệp Đá Bạc luôn. Đất này là đất lúa ha các anh chị. Mình đang đi trên đường từ Bình Ba Đá Bạc vào đường bên trong này ha, về phía khu công nghiệp Đá Bạc. Cái con đường này thì nó song song với phía bên tay trái mình, nó có một cái con đường nữa, nó đi song song luôn, là con đường 765. Thì cái khu công nghiệp Đá Bạc là nó nằm trên đường 765 luôn. Và cái đường nhựa này là đường 4m. Anh chị biết là cái khu công nghiệp Đá Bạc nó rộng hơn 1.000 hectare và dự án đã được triển khai giai đoạn 1 xong rồi. Đợt đó nhà nước đầu tư khoảng 530 tỷ đồng, tương ứng với một quỹ đất được khai thác giai đoạn 1 là 295 hectare. Thì đất đã được triển khai và cho thuê rồi ha các anh chị. Khu công nghiệp Đá Bạc này là một cái khu công nghiệp đa ngành nghề, và tỉnh đang ưu tiên những cái công ty xí nghiệp sử dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Từ chỗ đất của mình mà đi tới trung tâm Sài Gòn của mình ấy thì nó vào khoảng 90 cây. Rồi mình tới chỗ đất rồi ha các anh chị. Anh chị nhìn về phía bên kia là khu công nghiệp Đá Bạc. Miếng đất của mình từ phía cọc này ha, đất này là đất lúa, tách 5 sổ rồi, và ngang là 54m, dài 40-60. Bên đó là khu công nghiệp Đá Bạc. Ranh đất của mình ngay đây, từ chỗ xe đậu đến phía cọc bên này. Xe hơi đang chạy bên phía đường 765 đó các anh chị. Cuối đường này thì có đường thông ra lộ luôn. Ok, giờ em sẽ chạy ra phía đường 765 cho anh chị xem ha. Đây, ra đường lộ rồi ha. Và bên tay phải của mình là đi về Long Tân, đất đỏ. Bên tay trái là khu công nghiệp. Đây là cổng đi vào khu công nghiệp Đá Bạc. Giờ em sẽ quay lại đi về phía ngã 6 Đá Bạc, trung tâm của xã Đá Bạc luôn đó các anh chị. Thì từ chỗ đất của mình mà đi tới ngã 6 này là tầm một cây hơn. Khu công nghiệp này là hơn 1.000 hectare, nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa có đền bù xong hết. Và anh chị nào mình quan tâm đến miếng đất này hoặc là muốn tìm mua đất ở Châu Đức thì hãy liên hệ ngay cho em nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.